Xin chào bạn. Đã bao giờ bạn gặp phải trường hợp bạn có một người khách hàng tỏ ra rất hứng thú với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình? Bạn cảm thấy rằng mình đã tạo ra được thiện cảm với người khách hàng này và họ rất thích mình vì bạn đã tỏ ra mình là một người có nhiều điểm chung với khách. Nhưng sau cùng, khách hàng vẫn không mua sản phẩm của bạn. Tại sao lại như vậy? Nếu như đây là điều bạn đang băn khoăn hoặc muốn biết về một trong những sai lầm lớn nhất của người làm bán hàng chuyên nghiệp trong cái việc tạo dựng quan hệ với khách hàng, thì video này là dành cho bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một trong những lỗi mà người bán hàng mới vào nghề thường mắc phải khi cố gắng tạo ra thiện cảm với khách hàng. Hay là cái câu hỏi ở đây đặt ra là bạn có cần phải trở thành bạn bè của khách hàng hay không? Nào, một trong những bài học đầu tiên khi bước vào nghề sales, bắt đầu làm kinh doanh, đó là bạn cần phải xây dựng được thiện cảm và một mối quan hệ tốt với khách hàng, có phải không ạ? Bởi vì chúng ta đều biết rằng khách hàng mua từ người bán hàng mà họ thích và tin tưởng. Và chúng ta cũng hiểu rằng khách hàng sẽ thích những ai có nhiều điểm tương đồng với họ. Cho nên mới có câu nói đó là hãy trở thành bạn của người mua hàng. Ví dụ, nếu như khách hàng thích chơi tennis và bạn cũng chơi cái môn thể thao đó, thì sẽ có nhiều cái chủ đề để trao đổi hơn và tạo ra cái mối quan hệ tốt hơn với người khách hàng này để hỗ trợ trong cái việc giao dịch công việc của bạn. Đó là điều mà bạn được nghe thấy rất nhiều, có phải không ạ? Tuy nhiên, đâu là ranh giới của việc xây dựng những cái mối quan hệ dựa trên cái sự tương đồng giữa khách hàng và người bán hàng như vậy? Hay là bạn cần phải đi xa tới mức nào để trở thành người bạn tốt của khách hàng? Bởi vì có rất nhiều người bán hàng mà tôi biết đôi khi lại tự mình đánh lừa bản thân của mình và cả khách hàng rằng họ cũng có những điểm chung, những sở thích giống như khách hàng vậy. Tôi lấy ví dụ. Trước đây tôi có một người đồng nghiệp và có một lần anh ta đi gặp một người khách hàng mới để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Và trong cái buổi gặp này thì vị khách này là một người rất cởi mở và thích kể về những sở thích của mình bên ngoài công việc. Vị khách này dành quá nửa thời gian của cái buổi gặp gỡ đó để nói về cái thú vui đi câu cá trên biển vào cuối tuần của mình một cách rất là hăng say. Người đồng nghiệp của tôi thấy vậy thì cũng áp dụng cái phương pháp được hướng dẫn trong nghề sales, đó là cũng nói rằng mình là một người cũng đam mê câu cá và cũng thường xuyên dành thời gian để đi câu. Tuy nhiên cái kết quả là trong hơn một tiếng gặp mặt đó, khách hàng vẫn từ chối, không mua gì cả. Mặc dù đồng nghiệp của tôi đã tìm cách tâng bốc và cố ý theo dệt nên cái câu chuyện là anh này cũng rất thích câu cá. Vậy nhưng kết quả vẫn là thất bại. Và sau đó thì chúng tôi tìm hiểu được rằng cái vị khách hàng này đã sử dụng dịch vụ của một công ty khác, chứ không phải là anh ta không có nhu cầu mua hoặc không có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Tại sao lại như vậy? Đây chính là cái vấn đề chính mà tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Đó là hãy kiểm soát cái việc mình xây dựng quan hệ, mối quan hệ với khách hàng bằng cách tự tạo ra những đặc điểm chung không có thực với khách hàng và bị lấn sâu vào cái vấn đề đó mà sao lãng đi cái mục tiêu chính của cuộc gặp với khách hàng. Để tôi giải thích cho bạn hiểu ba lý do vì sao bạn cần phải làm như vậy. Lý do thứ nhất, khi bạn sa đà vào những nội dung bên lề này thì bạn đang quên mất cái mục tiêu chính của cuộc gặp với khách hàng là gì. Nào, hãy dừng video này lại và bạn hãy thử nghĩ xem tại sao bạn lại muốn gặp mặt khách hàng và tại sao khách hàng lại đồng ý để gặp mặt bạn. Có phải là để kết bạn không ạ? Để bạn tìm thêm một người có chung cái sở thích ngoài công việc không ạ? Tôi tin chắc là bạn không muốn lãng phí thời gian của mình để làm như vậy với tất cả khách hàng của mình, có phải không ạ? Cái lý do mà bạn tới gặp khách hàng là để bán hàng, giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề khó khăn của họ và chốt sales ngay tại đó nếu có thể. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể bán hàng và chốt sales hiệu quả trong cái buổi gặp gỡ này? Đó là bạn phải khai thác được những cái nỗi đau, những khó khăn mà khách hàng đang cần tìm giải pháp. Thậm chí bạn phải khơi gợi nó lên mạnh hơn nữa để khách hàng thấy rằng đó là những khó khăn cần phải giải quyết ngay. Thì như vậy họ mới muốn nhanh chóng chốt sale với bạn, có phải không ạ? Còn nếu như bạn dành phần lớn thời gian của mình để nói chuyện vui, nói chuyện phím với khách hàng thì bạn đang giúp họ quên đi những cái nỗi đau đó. Và như vậy thì họ sẽ không còn cái cảm giác phải mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn ngay lập tức nữa. Mà họ sẽ chờ cho tới khi một người bán hàng khác khiến họ cảm nhận được cái nỗi đau, những điều đó. Tôi lấy ví dụ. Bạn tới gặp khách hàng mua bất động sản chẳng hạn, là những khách hàng có điều kiện, có tiền. Tất nhiên là họ có rất nhiều sở thích rồi. Và giống như anh bạn của tôi vậy, bạn cũng sa đà vào cái câu chuyện khách hàng thích đi câu cá, thích đánh tennis cuối tuần ở đâu đó, hay là bàn về các cái giải tennis thế giới như thế nào. Thì dù sau đó bạn có mời chào khách hàng mua đầu tư lô đất như thế nào đi nữa, thì họ cũng sẽ không còn cảm thấy đó là cái chuyện quá quan trọng.
vì đang trong cái tâm thế vui vẻ, những cái việc đầu tư làm ăn vẫn còn có thời gian, đang dịch thế này, để tính sau, có phải không ạ? Tuy nhiên, nếu như sau cái lời chào hỏi ban đầu của bạn, bạn đi ngay vào vấn đề, hỏi thăm về tình hình đầu tư của khách hàng, bàn luận về việc tại sao đây mới là cái thời điểm tốt nhất để đầu tư. Khi mà cả thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid thế này, thị trường đang lắng xuống, giá cả rơi vào cái mức có lợi cho người đầu tư, thì đó là cái điểm, thời điểm tốt để những nhà đầu tư thông minh nên hoạt động tích cực hơn. Và bởi vì đầu tư là hoạt động hướng tới tương lai, mà chúng ta đều biết rằng dịch bệnh thì chỉ là tạm thời, điều đó là chắc chắn. Cho nên ảnh hưởng của dịch bệnh là cái cơ hội thấy rất rõ để những nhà đầu tư đưa ra quyết định của mình một cách nhanh nhất. Ví dụ như vậy, nếu như thay vì bạn trao đổi về việc đi chơi, về thú vui của khách hàng, bạn dành toàn bộ cái thời gian của đó của mình để tạo ra một không khí trao đổi mà trong đó khách hàng cảm thấy rằng giờ là thời điểm thích hợp nhất để đầu tư, thì như vậy cái cơ hội của bạn mới cao hơn. Có phải không ạ? Đó là một ví dụ. Nói tóm lại, thời gian đối với khách hàng của bạn chỉ có hạn. Nếu như bạn không xây dựng được một cái không gian tập trung vào vấn đề của khách hàng, thì bạn khó có thể chốt sales ngay được. Cái lý do thứ hai, khi bạn nói quá nhiều về những chuyện bên lề, điều đó chứng tỏ rằng bạn không phải là một người chuyên nghiệp và bận rộn. Nào, giờ đây thì chúng ta ai cũng bận rộn với nhiều vấn đề trong công việc của mình, cả trong cuộc sống nữa. Mọi thứ đang diễn ra rất là nhanh. Nếu như bạn là một người chuyên nghiệp, bạn tới gặp khách hàng để giải quyết công việc, và còn rất nhiều khách hàng khác đang chờ gặp bạn, thì bạn chắc chắn sẽ không có thời gian để nói chuyện phiếm quá lâu với khách hàng. Có đúng không ạ? Khách hàng cũng hoàn toàn cảm nhận được cái điều đó. Bởi vì nếu như một người sales tới gặp bạn cả một buổi để uống cà phê mà toàn nói về chuyện bên lề, thì chứng tỏ rằng người đó không có nhiều việc phải lo lắng, không có quá nhiều khách hàng phải gặp bạn. Đối với cái phong cách làm việc của tôi thì tôi cố gắng chấm dứt cái cuộc gặp càng sớm càng tốt, nhưng mà phải đảm bảo được cái mục tiêu của cuộc gặp với khách hàng. Đặc biệt là trong những cái buổi gặp mặt đầu tiên, khi mà khách hàng vẫn còn đang thăm dò về bạn, và thậm chí bạn còn đang xác định xem đây có phải khách hàng tiềm năng, khách hàng có thể chốt sale ngay lập tức hay không. Bởi vì khi khách hàng đã tin tưởng rằng bạn là một người làm việc chuyên nghiệp, ưu tiên cho công việc trước, thì họ sẽ có niềm tin với bạn cao hơn là một người bán hàng mới gặp lần đầu đã muốn trở thành bạn thân với khách. Điều đó hoàn toàn không tự nhiên chút nào cả. Chính vì thế, hãy dành toàn bộ thời gian của mình trong cái buổi gặp mặt lần đầu tiên với khách hàng để nói về việc bạn sẽ giúp khách hàng như thế nào. Khi mà khách hàng đã tin tưởng bạn rồi, công việc thuận lợi, bạn chứng minh được cho khách hàng thấy rằng cái giải pháp của mình là hiệu quả, lúc đó cái mối quan hệ của hai bên sẽ tự động được xây dựng và có thể bạn sẽ trở thành một người bạn thân với cái người khách hàng đó. Nhưng đó là câu chuyện nên đặt ở phía sau. Và lý do thứ ba, một vấn đề rất hy hữu có thể xảy ra, đó là khách hàng sẽ phát hiện ra rằng bạn đang nói dối là có chung sở thích với khách. Đây chính là lý do vì sao mà tôi không bao giờ làm như vậy, và tôi cũng khuyến khích bạn không nên nói dối rằng mình cũng am hiểu về vấn đề mà khách hàng quan tâm. Bởi vì với những người có đam mê về một điều gì đó thì chỉ cần có vài ba câu nói chuyện là họ sẽ phát hiện ra được ngay là cái người nói chuyện với mình có thực sự hiểu về cái vấn đề đó hay không. Có đúng không ạ? Bạn có thể tỏ ra rằng mình thích thú với cái chủ đề đó, nhưng đừng nói dối rằng bạn cũng có chung đam mê, chung sở thích với khách hàng. Tôi đã có một video để nói về việc bạn khen khách hàng như thế nào trong trường hợp khách hàng đề cập tới vấn đề mà bạn không có chút kiến thức nào cả. Hãy xem lại video này nếu như bạn quan tâm tới cái chủ đề đó. Nhưng nói tóm lại, đừng nói dối với khách hàng về vấn đề này. Cái sự thẳng thắn, sự trung thực và sự minh bạch mới là những yếu tố giúp bạn tồn tại lâu trong cái nghề bán hàng này. Rồi, tới đây thì bạn có thể sẽ hỏi tôi là nếu như khách hàng cứ muốn nói cái chuyện là phiếm chuyện ngoài lề cái chủ đề khác thì bạn phải làm như thế nào? Cái cách giải quyết là như thế này. Tất nhiên là bạn không muốn cắt ngang cái mạch cảm xúc đang dâng trào của khách hàng khi họ đang thao thao bất tuyệt về những vấn đề ngoài lề, lên tận mặt trăng, lên sao hỏa gì đó, có phải không ạ? Tuy nhiên, bạn đừng có tác động thêm vào đó để cái câu chuyện đó đi xa hơn cái mức cần thiết. Hãy cười, hãy gật đầu đồng tình và lắng nghe những chia sẻ đó của khách hàng, bởi vì đó là những chi tiết khác bạn có thể dùng để khai thác sau này, xây dựng quan hệ tốt hơn với khách hàng của mình. Ví dụ, sau những cái buổi gặp mặt đó chẳng hạn, bạn có thể gửi tặng cho khách hàng một cái món quà nho nhỏ gì đó liên quan tới sở thích của khách hàng là được. Tôi lấy ví dụ, họ thích xem bóng đá chẳng hạn, thì hãy gửi cho họ một cặp vé để đi xem trực tiếp, ví dụ như thế. Tuy nhiên, trong cái thời gian gặp gỡ này, hãy để cho khách hàng nói hết tất cả những gì họ muốn nói. Sau đó, bạn chốt lại bằng một cái lời khen và ngay lập tức chuyển chủ đề của mình quay trở lại cái vấn đề chính của công việc. Tôi lấy ví dụ, bạn có thể nói như này ạ. Wow, em thực sự rất ghen tị với anh vì có thể sắp xếp được thời gian theo đuổi cái đam mê câu cá của mình như vậy. Em cũng hy vọng rằng thời gian tới đây có thể sắp xếp được thời gian để theo chân anh học hỏi thêm về cái môn này.
Nào, quay về cái ý định đầu tư ban đầu của anh, để em giải thích với anh về những con số về lợi nhuận mà các khách hàng khác của em đang đạt được. Em tin chắc rằng anh sẽ thấy hứng thú về những kết quả này. Ví dụ như vậy, đó là cách tôi giải quyết trong trường hợp khách hàng đi quá xa so với chủ đề chính của buổi gặp gỡ. Trước khi kết thúc video này thì tôi nhắc lại với bạn một lần nữa, đó là khách hàng tin tưởng vào người bán hàng bởi vì cái khả năng họ giải quyết được nhu cầu hay khó khăn hiệu quả tới đâu. Chứ không phải là bởi vì bạn có chung sở thích đi câu cá, đi chơi tennis với khách hàng. Và khi bạn làm được cái công việc của mình một cách hiệu quả thì khách hàng sẽ tin tưởng, và chỉ đơn giản có như vậy. Có đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn ở phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.